kính thưa các khán thính giả của phong tản mạn trong bản tin tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện liên quan tới cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam có thể nói những hậu quả của cuộc chiến cho đến nay vẫn còn chưa dứt với rất nhiều nạn nhân đặc biệt là với những người hứng chịu những hành động tàn bạo của Mỹ và các chư hầu trong số đó có Hàn Quốc quốc gia đã tham chiến ở miền Nam Việt Nam với tư cách là đồng minh thân cận của Mỹ đặc biệt Hàn Quốc cũng là đồng minh gửi số lượng binh sĩ lớn nhất tới miền Nam Việt Nam và là lực lượng quân sự nước ngoài lớn thứ hai sau Mỹ tham gia cuộc chiến này, lên tới 325.000 quân nhân tham chiến từ năm 1964 đến năm 1973. Ngoài các trận chiến với lực lượng quân giải phóng miền Nam, đến nay kể cả đài báo phương Tây cũng thừa nhận rằng Hàn Quốc dính líu tới một loạt vụ thảm sát dân thường miền Nam Việt Nam, gây ra nỗi đau, sự phẫn uất cho các nạn nhân tới tận hôm nay. Mới đây, ngày 9 tháng 8 năm 2022, tòa án khu vực Chungseon đã tiến hành lấy lời khai đương sự nhân chứng trong phiên tòa là bà Nguyễn Thị Thanh, nhân chứng Việt Nam sống sót trong vụ thảm sát làng Phong Nhị, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây là lần đầu tiên một người Việt Nam đứng ra làm chứng tại tòa án Hàn Quốc liên quan tới vụ thảm sát dân thường trong chiến tranh Việt Nam. Tháng 4 năm 2020, bà Nguyễn Thị Thanh đã đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc đòi bồi thường 30 triệu won, tương đương 23.000 đô la, liên quan tới vụ thảm sát dân thường tại làng Phong Nhị ngày 12 tháng 2 năm 1968. Theo các tài liệu lịch sử, vào ngày 12 tháng 2 năm 1968, tại làng Phong Nhất, Phong Nhị, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, sau khi binh lính Hàn Quốc kết thúc một trận càn, hạ sĩ John Von thuộc đơn vị thủy bộ số 3 của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, cùng với những đồng đội khác tiến vào tiếp quản khu vực. Tại đây, Hạ sĩ Volt và đồng đội phát hiện nhiều thường dân bị sát hại. Thống kê là 74 dân thường thiệt hại và 17 dân thường bị thương, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Hạ sĩ Volt dùng chiếc máy ảnh chụp lại hiện trường, ghi lại những dòng ghi chú sơ sài dưới những bức ảnh rồi gửi cho cấp trên. Những báo cáo của lính Mỹ về thảm sát dân thường của quân đội Hàn Quốc được quân đội Mỹ đóng dấu tuyệt mật và được lưu trữ trong khu lưu trữ văn thư quốc gia Hoa Kỳ. Năm 2000, theo luật giải mật của Hoa Kỳ, những tài liệu mật trên được cho phép công bố. Nhà báo Ko Kyong-ti có cơ hội tiếp cận 20 bức ảnh của hạ sĩ Volk cùng với 500 trang tư liệu của quân đội Mỹ báo cáo về những hành vi của lính thủy quân lục chiến Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Trước tòa, nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thanh kể rằng khi đó mới 8 tuổi, đã bị đơn vị Thanh Long, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 2 của quân đội Hàn Quốc bắn vào bụng, gây thương tích nặng, đến nay vẫn để lại di chứng. 70 người dân trong làng bao gồm 5 thành viên trong gia đình của bà cũng bị sát hại trong vụ việc khi đó. Liên quan tới vụ kiện này, chính phủ Hàn Quốc đã từ chối chịu trách nhiệm với lý do khiếu nại của nguyên đơn cho rằng mình đã bị quân đội Hàn Quốc làm bị thương, chưa được chứng minh một cách đầy đủ. Một người họ Ryu thuộc đơn vị từng hoạt động ở Phong Nhị đã ra hầu tòa vào tháng 11 năm 2021 để làm chứng về vụ thảm sát. Nhưng chính phủ Hàn Quốc đã từ chối chấp nhận lời khai của ông với lý do đây là mâu thuẫn nội bộ. Nguyên đơn buộc chính phủ Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm trên cơ sở một báo cáo tìm hiểu thực tế do quân đội Hoa Kỳ soạn thảo ngay sau vụ thảm sát phong nhị. Báo chí Hàn Quốc lưu ý rằng các vụ bạo lực thường khó chứng minh vì nạn nhân thường phải mất một thời gian dài mới đủ can đảm lên tiếng. Tuy nhiên trong trường hợp biến cố năm 1968, quân đội Hoa Kỳ đã vào phong nhị ngay sau vụ thảm sát để điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Báo cáo của quân đội Hoa Kỳ được lưu trữ tại cơ quan lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, bao gồm lời khai của người dân địa phương và các bức ảnh chụp hiện trường. Chính phủ Hàn Quốc được cho là đã tự soạn thảo một báo cáo dựa trên một cuộc điều tra riêng biệt được thực hiện một năm sau vụ thảm sát phong nhị, nhưng chính phủ cũng phớt lờ yêu cầu của nguyên đơn trong việc gửi báo cáo của mình. Trong trường hợp chính phủ cho rằng nguyên đơn không có đủ tài liệu để chứng minh tuyên bố của mình, họ nên gửi báo cáo do cơ quan tình báo quốc gia nắm giữ để khắc phục vấn đề đó. Im Jae-sung, luật sư cho nguyên đơn, cho biết trong một cuộc họp báo trước phiên tòa vào ngày 9 tháng 8, thực tế đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc chối bỏ trách nhiệm, mà từ trước tới nay Hàn Quốc chưa bao giờ thừa nhận các vụ thảm sát mà mình đã gây ra cho nhân dân Việt Nam. Có thể điểm qua một số vụ thảm sát liên quan tới tội ác của binh sĩ Hàn Quốc. Trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 26 tháng 2 năm 1966 tại xã Bình An (nay là các xã Tây Vinh, Tây Bình và Tây An, huyện Tây Sơn), các binh lính của sư đoàn bộ binh thủ đô quân đội Hàn Quốc đã tổ chức nhiều đợt càn quét, đốt sạch nhà cửa, lúa gạo, trâu bò và sát hại 1 đồng bào vô tội. Ngày 6 tháng 12 năm 1966 trong chiến dịch can quét tại 5 địa điểm, buông đất nhà ông Chắp, hố bom chuông đình, dốc rừng, đồng trồi giữa, đám ruộng giếng xóm cầu, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Các binh sĩ Hàn Quốc đã sát hại 430 người, trong đó có 269 phụ nữ, 104 người già, 174 trẻ em. Ngày 21 tháng 2 năm 1968, tại khu vực xóm Tây, làng Hà My, quận Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, hai đại đội của lữ đoàn thủy quân lục chiến rồng xanh đã thảm sát 135 dân thường, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Trong hầu hết các vụ việc này, chính phủ Hàn Quốc đã giấu nhẹm người dân nước này từ đó tới nay và kể cả hiện tại, họ ra sức chối bỏ mọi thứ, thậm chí đặt điều vu khống. Mới đây, đáp lại cáo buộc của các nạn nhân trong vụ thảm sát phong nhị, chính phủ Hàn Quốc trắng trợn tuyên bố rằng khả năng dân thường đã bị tấn công bởi các phần tử du kích giả dạng lính Hàn Quốc như một phần của chiến tranh tâm lý. Và rằng ngay khi cả quân đội Hàn Quốc giết hại dân làng, họ có thể nhầm người dân với chiến binh của phe đối phương. Không chỉ vậy, hồi tháng 6 năm 2016, tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in đã phát biểu vinh danh những người có công Hàn Quốc tham chiến tại nước ngoài, trong đó có chiến tranh Việt Nam. Điều này đã gây ra sự phẫn nộ đối với người dân Việt Nam, chính phủ Việt Nam và kể cả công luận Hàn Quốc Kể từ đầu những năm 1990, các tội ác của quân đội Hàn Quốc được công chúng Hàn Quốc biết tới nhiều hơn và họ đã bị sốc khi quân đội nước mình lại gây ra tội ác tàn bạo tới như vậy. Trả lời tờ VN Express bằng tiếng Việt vào năm 2016, tiến sĩ lịch sử Việt Nam Ku Su Yong, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Hòa Bình Hàn Việt cho biết Tôi biết đến đất nước Việt Nam khi tham gia phong trào sinh viên ở Hàn Quốc năm 1985. Vì chúng tôi học hỏi được rất nhiều từ phong trào sinh viên Việt Nam 20 năm trước. Khi Liên Xô cũ sụp đổ, tôi rất tò mò muốn tìm hiểu về các nước xã hội chủ nghĩa và quyết định sang Việt Nam du học. Học khoa Sử tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Tôi làm đề tài luận văn thạc sĩ về sự can dự của quân đội Hàn Quốc vào cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam. Những người làm đề tài này trước tôi đã dựa vào tài liệu phía Hàn Quốc và Mỹ. Còn tôi muốn có một cái nhìn khách quan nên chú trọng đến các tài liệu của Việt Nam. Năm 1997, tôi tiếp cận một tài liệu của Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tựa là Những tội ác của quân đội Nam Triều Tiên tại miền Nam Việt Nam. Và lần đầu tiên tôi biết đến tội ác của người Hàn Quốc. Nhưng những tài liệu này khiến tôi bán tín bán nghi vì tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện quân đội Hàn Quốc thảm sát người dân vô tội ở Việt Nam. Những người sinh cùng thời với tôi cũng không hề biết đến. Khi đó tôi đã bị một cú sốc rất lớn và thấy sợ hãi. Tôi cất những tài liệu này vào ngăn kéo, không dám đụng đến nữa. Nhưng càng ngày, tôi lại càng cảm thấy khó chịu, bức xúc. Vì nếu không nhắc đến vấn đề này ở thế kỷ 20, nhẽ nào lại mang đến thế kỷ 21. Đầu năm 1999, tôi đã dành 45 ngày để đi hơn 100 làng xã ở năm tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Những nơi ngày xưa quân đội Hàn Quốc đóng quân. Tôi là người Hàn Quốc đầu tiên mà những người dân gặp lại kể từ sau những trận thảm sát đẫm máu. Tôi sợ mình sẽ bị phản ứng, sẽ bị trả thù. Nhưng không, người dân Việt Nam đã ra đón tôi, có người ôm tôi vào lòng và bảo nếu không có cuộc thảm sát, con họ cũng đã lớn bằng tôi. Tôi hiểu cảm giác của họ lúc đó và họ sẵn sàng kể cho tôi nghe. Những nhân chứng của cuộc thảm sát nói, đó không phải là tội của những người trẻ như tôi. Họ nói đó là quá khứ, không nên nhắc lại. Vì người dân Việt Nam không cần những lời xin lỗi nhưng họ cũng nhờ tôi hãy nói với người dân Hàn Quốc biết về sự thật này. Và đó là động lực để tôi công bố những bài viết của mình trên tạp chí Han Kyure 21 vào năm 1999. Các tài liệu về tội ác của binh lính Hàn Quốc ở Việt Nam đã gây ra một cú sốc trong xã hội Hàn Quốc, tạo ra sự phân hóa tư tưởng mãnh liệt giữa một bên tin vào sự thật và một bên ra sức phủ nhận. Tiến sĩ Kusu Yong cho biết, 6 tháng sau khi tạp chí Han Korea đăng tải luật bài hơn 2.000 cựu chiến binh đã đột nhập vào tòa soạn cao 10 tầng. Họ đốt 27 xe ô tô, đập phá nhà in, đánh đập phóng viên. Tuy nhiên hành động của họ chỉ khiến xã hội Hàn Quốc biết thêm về tội ác của binh sĩ nước này trong chiến tranh. Ngày càng có nhiều người Hàn Quốc thức tỉnh, dân vặt lương tri vì tội ác của binh sĩ nước này. Bất chấp việc chính phủ chối bỏ, các tầng lớp xã hội Hàn Quốc đã nhiều lần lên tiếng xin lỗi Việt Nam từ tháng 2 năm 1999 đến tháng 2 năm 2003. Tạp chí Han Korea 21 đã phát động chiến dịch thành thật xin lỗi Việt Nam, kêu gọi lời xin lỗi, đóng góp tài chính hỗ trợ nạn nhân Việt Nam, xây công viên hòa bình tại Việt Nam. Chiến dịch này lan tỏa mạnh trong xã hội Hàn Quốc. Với tinh thần tìm ra sự thật không phải chỉ để yên ổn lương tâm, mà còn hướng đến sự hòa giải, hàn gắn. Chiến dịch thành thật xin lỗi Việt Nam thu hút nhiều tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc. Có thể kể ra các tổ chức đó như Ủy ban Sự thật về Chiến tranh Việt Nam, Hội Y tế vì Hòa bình Việt Nam, Tổ chức Tôi và Chúng ta, Nawaori, Hiệp hội Phụ nữ Hàn Quốc là nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản, Liên minh vì Hòa bình Châu Á, Hội Liên hiệp Nghệ thuật Dân gian Hàn Quốc, Chi hội Trung Quốc Hội Nhà văn Jeju. Tháng 4 năm 2015, Ủy ban Sự thật về Chiến tranh Việt Nam của Hàn Quốc đã đưa hai nạn nhân thảm sát gồm ông nguyễn tấn lân ở bình định và bà nguyễn thị thanh ở quảng nam tới hàn quốc điều này tương tự như cách làm của người hàn quốc trước đó là đưa các phụ nữ bị quân đội nhật bắt làm nô lệ tình dục đến nhật bản để kêu gọi bảo vệ sự thật lịch sử và yêu cầu xin lỗi bà huỳnh ngọc vân giám đốc bảo tàng chứng tích chiến tranh cùng đi ông nguyễn tấn lân và bà nguyễn thị thanh nhớ lại chuyến đi căng thẳng này với hai thái cực bên trong buổi gặp gỡ với người hàn quốc là nước mắt và sự sám hối nhưng bên ngoài là sự biểu tình chấn áp tinh thần và tiếng hô vang không có thảm sát của các cựu binh Hàn. Bà Huỳnh Ngọc Vân kể lại, khi anh Lân và chị Thanh đang kể câu chuyện gia đình bị thảm sát, một nhà sư Hàn Quốc bất ngờ bước lên, cúi gập đầu, nguyện luôn nói sorry, sorry. Sau đó, một mục sư và nhiều người khác cũng làm như vậy. Việc này làm chúng tôi rất bất ngờ, vì ở Việt Nam đâu có chuyện nhà sư lại dân thường. Đến khi tôi ái ngại phải kêu anh Lân và chị Thanh đỡ nhà sư đứng lên, thì ông mới chịu đứng lên. Nhà sư đó là Myongjin, trụ trì chùa Bongyoon ở Seoul. Trong quá khứ, từng tham chiến ở Việt Nam từ năm 1972 đến năm 1973 thuộc lực lượng mãnh hổ. Sau buổi đó, ông nhà sư còn nói sẽ đến tận Việt Nam để xin lỗi lần nữa. Đúng 3 tháng sau, ông cùng nhiều khách Hàn Quốc nữa qua Việt Nam thật. Ở bảo tàng chứng tích chiến tranh, ông lại một lần nữa cúi gập đầu xin lỗi các nạn nhân. Bà Vân chia sẻ theo tiến sĩ Koo soo Jong, sau khi biết tới sự thật, suốt gần 20 năm, hàng nghìn người Hàn Quốc đã đến Việt Nam để thăm lại các địa điểm thảm sát. Trong đoàn, thi thoảng có những người nói rằng chúng tôi đã xin lỗi người Việt Nam rồi. Nhưng không, người dân không thể đại diện cho chính phủ Hàn Quốc được. Chính phủ Hàn Quốc phải điều tra chính thức về vấn đề này và nếu xác minh được sự thật thì phải công bố, phải xin lỗi người dân Việt Nam và phải bồi thường cho chiến tranh. Bà Ku Su yong cho biết, việc này cần sớm thực hiện. Vì một điều rất đau đớn là những nạn nhân tôi đã gặp năm 1995 đến nay hơn 80% đã mất. Chúng tôi tiếp tục phải xin lỗi hàng trăm hàng nghìn lần đến khi người Việt Nam bảo đủ rồi. Khi nào những vết thương đó lành, lịch sử sẽ tự khép lại thôi.